chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình và Diễm đang có mặt tại Bến Tre nhé bạn. Hôm nay thì mình có một cái hành trình phải nói là khá là vất vả. Từ thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 5 giờ sáng các bạn. Và bây giờ đang là 11 giờ trưa thì mình mới có mặt tại Bến Tre được. Tại vì ngày hôm nay là cái ngày 25 Tết rồi. Phải nói là người dân từ khắp nơi đổ về miền Tây, đổ về nhà để ăn Tết các bạn. Chính vì vậy mà các cái tuyến đường, đặc biệt là quốc lộ cũng như là cao tốc mà hướng về miền Tây thì đều kẹt xe rất là nghiêm trọng. Thì hiện tại thì mình đang có mặt tại cơ sở sản xuất củ dừa của bạn Diễm và anh Minh Hậu tại Bến Tre các bạn. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng cơ sở sản xuất củ dừa cho dịp Tết, nên là bạn Diễm rất muốn tới thăm hỏi mọi người cũng như là cảm ơn các cô chú anh chị, đặc biệt là anh Minh Hậu, trong suốt một năm vừa qua đã sản xuất ra các cái mặt hàng về củ dừa vô cùng chất lượng và nhiều các cái vấn đề khó khăn vất vả để phục vụ nhu cầu của khán giả trong và ngoài nước. Thì nhân tiện hôm nay là ngày 25 Tết thì mình sẽ cùng với tất cả các bạn thăm hỏi bà con cũng như là tìm hiểu một chút về cái không khí Tết của miền Tây nha. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay là ngày 25 đấy, nhưng mà các bạn biết là ở thời điểm bây giờ cho tới ngày 29-30 là nếu như ngoài cái việc mà đi về quê ở miền Tây thì người ta rất là hạn chế đi lại, tại vì thật sự là kẹt xe kinh khủng khiếp luôn các bạn ơi. Nhưng mà ngày hôm nay thì Diễm muốn dành trọn một ngày để có thể là về Bến Tre thăm vợ chồng anh Hậu này, và đặc biệt là thăm tất cả các cô chú anh chị mà đã gọi là hết tâm hết sức làm củ hủ dừa gửi lên cho Phan Diễm. Rồi chiều tối nay thì Diễm sẽ dành thời gian để làm tất niên cùng với các anh chị em ở cửa hàng của hải sản Phan Diễm tại Sài Gòn. Cho nên là ngày hôm nay là sẽ là ngày rất là tất bật. Nhưng mà phải nói là về cái miền Tây cái thời điểm bây giờ các bạn, nó là cây cảnh bày khắp đường phố luôn. Có thể là mai vàng thì ở trong nhà, nhưng mà riêng ở ngoài đường á, là những cái chậu mà cây to người ta trưng bày bên đường rất là nhiều nha. Nếu mà để nói tỉnh nào ở miền Tây mà có cái không khí, cái khung cảnh miệt vườn cũng như là Tết mà hấp dẫn nhất mà mình thích nhất thì Bến Tre là một trong những tỉnh như vậy các bạn. Bến Tre cùng với Tiền Giang là hai địa phương mà có cái môi trường để trồng cây và đặc biệt là các cái sản phẩm nông nghiệp, cây ăn quả, cây ăn trái và cây hoa cảnh Tết rất là thuận lợi các bạn. Chính vì vậy mà vào cái mùa này mình đi qua Tiền Giang và Bến Tre thì vô cùng đẹp luôn. Tại vì nhà nào cũng có một vài cây mai, thậm chí là hàng chục cây mai đang vào cái giai đoạn mà trổ bông cho Tết. Thì ngay phía sau lưng bạn Diễm là có một cây mai rất là đẹp luôn. Mà ở miền Tây các bạn là trồng mai rất là nhiều nha các bạn. Nếu mà mấy hôm rồi mà mình đi vào các chợ hoa thì Diễm hỏi thăm là các cô chú ở Bến Tre, người ta nói chợ Lách ấy. Thì ở đây thật ra không phải là chợ Lách nhưng là thuộc của tỉnh Bến Tre. Thì Diễm giới thiệu một tí đấy, nhiều khi là các cô chú anh chị mà ở miền Trung hay miền Bắc thì biết là Bến Tre là đâu, là đây đây ạ. Đúng rồi. Ở đây có một cây mai của chú chủ nhà này, vô cùng đẹp các bạn ạ. Không cần là thân quá to nhưng mà nhiều cành và nụ thì chi chít. Ôi cái cây này bây giờ mọi người thấy là đây là không phải là chỉ là nhà của một chú thôi nha, gần cái cơ sở sản xuất dừa cho Phan Diễm đấy. Nhưng mà các bạn thấy này, cái gốc không phải là gốc bự đâu nha, nhưng mà làm sao mà người ta chăm sóc để mà cành rất là nhiều này và cái nụ hoa rất là nhiều luôn. Bến Tre thì nếu mà đi ngang Bến Tre vào cái giai đoạn này này, các bạn sẽ rất dễ nhận ra hàng chục cây mai đẹp như này. Con chào chú. Con chào chú. Mai cây mai này là nhầm bao nhiêu năm rồi chú ạ? Mai này khoảng hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm ạ. Chú nhặt lá lâu chưa mà hôm nay nụ đẹp vậy chú? Nhặt bữa 17 tay. 17 âm lịch. Dạ. Chú ơi, con nghe con đi hay đi quay mai mà để có được cây mai này người ta cũng hay gọi vui là nghệ nhân đấy. Chú, tay nghề là mình tự chăm sóc luôn hả chú? Tự nhà chăm sóc không à. Nếu mà cây mai này mà giờ sau này mà thị trường tầm này á chú, mà giống vậy là khoảng bao nhiêu tiền chú hả? Cái này chú cũng không biết nữa, tại vì ví dụ như khi mà người ta thích á, dạ, thì người ta sẽ mua cái giá cao. Dạ. Còn ví dụ khi người ta, ví dụ như mỗi người có cái nhìn chú hả? Nhìn cái tầm thích của người ta. Ví dụ có người họ chơi một thân, có người chơi ba thân, nó tùy theo. Ví dụ như ba thân thì nó khác, còn người thì là chơi mai một thân. Dạ. Nó mỗi cái ý của mỗi người. Dạ. Nhưng mà cái loại mai này á, cái nhánh của cái nụ, cái bông của nó là tới 10 cánh, tới 10 mấy cánh, là bông rất nhiều. To và dày đúng không? To dày. Ôi, 10 cánh là dữ lắm ấy. Cảm ơn chú, để con xin phép con ra con xem thử. Rồi. Như cây mai của chú là mai ba thân nha các bạn. Ba thân luôn chú à? Gọi là tam đa hả chú? Này. Mà phải nói là chú chăm sóc sao mà cái cây này mà nó nhặt lá lên không là con thấy không cả một cái công đoạn luôn á. Cây này mà con nghĩ là nở đúng vào Tết luôn á. Hôm nay cái nụ nó bé bé thôi, chưa có nụ lớn đâu.
canh đúng Tết luôn. Thì mình lãi hơi chặt dễ chút. Dạ. Nhỏ nhỏ mình lãi chút. Đẹp quá. Chú ơi. Cái tầm này mà nếu mùng 1 chắc là bung hết chú ha. Mùng 1 đẹp lắm. Ủa, xuống chơi. Không phải nói là cây mai quá tuyệt vời các bạn ạ. Tàn rất là bự luôn nè. Năm nay là nhà mình chuẩn bị Tết xong chưa chú? Cũng chuẩn bị rồi nhưng mà rồi cũng đơn giản thôi. Đợi mỗi năm thì cũng làm cũng đơn giản à. Nhà này là có cô chú ở hay là có con cái gì? Có cô chú không mà còn đứa con thì nó làm ở Sài Gòn khoảng 28 nó mới về. Con gái con trai chú? Gái. Để chúc chú là năm nay ăn Tết vui vẻ và gặp nhiều may mắn nha chú. Rồi, chú con chúc là tụi con năm mới gặp nhiều may mắn và vui vẻ ha. Gặp dạ, sự như ý. Rồi, dạ, chú là có một cây mai thế này là lọc lá rồi chú ạ. À. Tuyệt vời quá, chắc là mình di chuyển về hướng xưởng củ dừa đi. Tại vì xung quanh đây thì nhà nào cũng có mai. Nhưng mà hiện tại thì ở xưởng củ dừa mọi người đang chuẩn bị để ăn tất niên các bạn. Ngày hôm nay sẽ là buổi làm cuối cùng, sau đó thì anh em là sẽ đóng hàng, chuẩn bị hàng sẵn cho những ngày Tết của Phan Diễm. Sau đó thì sẽ là nghỉ Tết nha các bạn. Ôi, cái cây dừa này quá nhiều trái luôn này. Bến Tre là xứ sở của dừa rồi. Cô này đang dọn dẹp vườn. Ở đây là không những dọn dẹp nhà mà dọn dẹp cả vườn luôn. Anh Dũng ơi, có một cái cây dừa này phải nói là cái gốc của nó cực bự luôn này. Đây là giống dừa ta đấy bạn Diễm à. Cái này mà lấy cổ hủ là cũng được nhiều đấy. Thôi, ở bên cạnh này là có một cái cây mai cũng khá là to nè. Thực ra khi mà về miền Tây thì mình thích những ngôi nhà như nhà chú mình vừa thăm, cũng như là ngôi nhà như này này. Nó mang một cái nét gì đó rất là gần gũi và xưa. Cái cây này là cây mai một gốc nha các bạn. Cái thân của nó là chỉ có một thôi á, nhưng mà phải nói rất là bự. Nhưng mà mình rất là ngưỡng mộ nhà. Hải ơi. Hải. À, chú đưa đá sang nhà hàng xóm kìa. Cách nhau một bờ rào. Ở nhà chú này có nhiều cái chuyện. Chào chú, nhà chú có cái mai đẹp quá ạ. Ôi xe. Bây giờ thì chắc là anh em mình sẽ vào bên trong để thăm mọi người luôn các bạn ạ. Tại bây giờ là cũng khá là trưa rồi. Đó, em chào anh Hậu. Chuẩn bị ăn Tết chưa anh? Chuẩn bị ăn Tết này, làm ngày này ngày cuối cùng nữa là cho mấy anh em ăn Tết luôn. Dạ. Hôm nay là phải cảm ơn anh Hậu cũng như là các anh chị em ở trong xưởng mình là chờ bọn em từ sáng tới giờ luôn. Dự kiến là 9 giờ tới nhưng mà kẹt xe quá anh ạ. Trời, quá trời kẹt, mấy ngày nay là quá trời kẹt luôn. Anh với mấy anh em này từ sáng giờ ngồi chài nè, nói chung dọn bàn sẵn hết trơn rồi. Lên đồ sẵn rồi nhưng chỉ chờ tới thôi các bạn ạ. Trời ơi các bạn thấy nè. Đây là các cái món mình chuẩn bị ăn tất niên đúng không anh? Đây này có củ dừa và gói củ dừa tôm thịt nè. Đây là món gì mà anh thấy mà như là chả ha. Rồi bò xào củ dừa. Cái 7 8 món nữa chưa có dọn lên. 7 8 món chưa lên. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Không biết là mọi người đợi bọn em tới giờ này là có ai đói quá không anh? Xin chào anh. Hôm nay là ngày cuối cùng mình làm trước khi nghỉ Tết đúng không anh nhỉ? Dạ đúng rồi. Đấy, nên là mọi người cũng làm cho một cái tâm thế gọi là chuẩn bị nghỉ Tết nên cũng phấn khởi các bạn. Bữa nay là ngày 25 là này anh cho anh em là làm như là dắt đuôi luôn. Là xong là bắt đầu lại là 26 đầu đầu là tụi anh nghỉ Tết. Thế là ai mà mua củ dừa là phải tranh thủ nhé các bạn. Chung có là sau cái đợt hàng này là hết đấy. Là nghỉ Tết. Nghỉ Tết. Phải ra mùng, hết mùng thì mới bắt đầu làm lại. Đây là cái đợt này là làm xong là trong ngày hôm nay mình sẽ cho sấy luôn đúng không anh? Đóng gói này kia lại. Dạ. Nhưng mà anh dự bị cái sản phẩm cho em hết rồi, không có đứt hàng. Tại vì gần nghỉ Tết thì các bạn mới gặp anh này ở đây. Chứ còn nếu mà kiểu bình thường mà chưa nghỉ Tết thì giờ này là anh phải đi cưa dừa rồi các bạn ạ. Năm vừa rồi là anh có nhớ là mình đã cưa bao nhiêu cây dừa cho Phan Diễm không anh? Vậy anh có án chừng được bao nhiêu không? Đâu ăn chuyện này cưa nhiều lắm anh ơi. Giờ chứ cưa này chứ giờ đốn hạ quá trời luôn, giờ đâu có nhớ nổi. Nhưng mà theo anh là cái dừa anh đốn á là có hết chưa hay là vẫn còn nhiều? Còn nhiều lắm.
mình còn nhiều lắm, giờ mình đốn đâu có nó hết kịp nổi. Đấy, nên là mình còn mấy ngàn nữa mà. Tại vì nếu mà gọi là hết thì sợ là nhiều khi là mình đi gom nhà của bà con ấy, thì mình lo lắng là việc là hết, nhưng mà thật ra đây là mình với Nậu đều đã có những cái nguồn nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn rồi, nó cứ gói đầu các bạn ạ. Nhưng mà bạn Diễm à, mình nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều cái phần quà bạn Diễm gửi cho các anh chị ở đây. Đúng rồi. Nhưng mà riêng anh mà chuyên chặt dừa này thì mình gửi đầu tiên đi, để lấy một cái niềm vui cũng như là may mắn cho anh. Đây, anh ơi, mình có chuẩn bị rất là nhiều quà, nhưng mà riêng với đây là cái nhiệm vụ là phải có người cưa dừa thì mới bắt đầu làm được cái cổ hủ. Thì cái này là chúc anh năm mới vui vẻ. Chúc Diễm năm sang năm mới ha, vạn sự như ý, rất thuận lợi bình an. Dạ. Dồi dào sức khỏe nha. Năm sau khi mà cưa những cái gốc dừa thì anh phải nhớ tới em mà cưa rồi. Cho nó sát sao nha. Rồi. Có đi vô cưa dừa thì giờ đi theo nó, đi lên vườn người ta cưa dừa. Thế là các bạn thấy là để mang một cái gốc dừa về đây á, mà làm được một cái cổ hủ dừa sấy, nó phải trải qua rất là nhiều công đoạn. Đầu tiên là trồng, cái thứ hai nữa là đi cưa, vận chuyển về. Sau đó thì phải các anh ở đây là bắt đầu là công đoạn mình lọc bớt cái bẹ đi, đúng không anh Hậu? Đúng rồi, cái này khi mà mình về thì mình bỏ bớt mấy bẹ già. Dạ. Xong đó là mình dẹt cái đó, mình đưa vô trong kho lạnh, mình dự trữ trong đó. Cho nó dẻo lại. Xong rồi là mình mới đem ra mình gọt, nó bắt đầu là thẩm, rồi mới sấy lên. Mình đi vào bên trong đi. Trong đây thì bên em đang gọt đây này. Hôm nay là cái ngày cuối cùng làm nên là cũng không còn nhiều củ dừa ở trong xưởng đâu. Chứ nếu mà bình thường thì lúc nào cũng đầy ấy, đầy ắp hết các bạn. Em chào các chị ạ. Nếu mà để gọt hết thì cái công đoạn đầu tiên mà mình đôi khi mình nhận được những cái thắc mắc nhiều nhất đó là cái công đoạn cái phần gốc. Thì gặp ngay cái chị mà đảm nhận cái phần gốc ở chỗ này này, thì mình sẽ cho các bạn xem luôn. Chào chị nha. Đây. Các bạn thấy đây là cái công đoạn mà cái gốc này này mình đang cái này mà hồi còn rửa lại nè các bạn, nên Diễm cầm luôn. Các bạn thấy là như những cái phần này nè, đôi khi mọi người hỏi là tại sao già thế, nhưng thực ra nó không phải là già nha các bạn, mà cái phần gốc ấy thì nó giống như măng á, là cái phần sợi này nó sẽ hơi to, thì mình sấy lên cái sợi của nó ăn nó sẽ hơi dọc nó hơn một tí so với cái này. Còn các bạn thấy Diễm bấm tay này rất là non nha. Đó. Tức là khi mà những cái củ dừa mà 3 tuổi đổ lên ấy, nó đang còn hơi non non ấy, thì cái mật độ của các cái sợi sơ dừa rất là dày, nên là khi mà sấy thì các bạn sẽ thấy những cái sợi sợi như này. Thì cứ nghĩ là nó già, nhưng mà thực ra nó không phải là già đâu. Nhưng mà ngay công đoạn ví dụ như chị bên này đang gọt xong này thì một hồi lại còn phải lọc một lần nữa anh Hậu ha. Phải lọc lại nữa đi. Lên máy là mình làm cho cái nào ấy mình lọc lại cái chị cứ chặt sát tay chị ạ. Nhưng mà các chị ở đây là đều ở Bến Tre mình hết chứ đâu có tỉnh khác đúng không ạ? Có ai ở tỉnh khác không? Nên là làm xong ngày hôm nay ăn tất niên là về nhà cũng gần, không phải là đi từ tỉnh này sang tỉnh kia thì hơi bất tiện một tí, đặc biệt là kẹt xe nữa. Nhưng mà anh này anh đang gọt cái khổng lồ của bạn Diễm này. Cái này khoảng mấy ký anh? Lên cân mới biết được ạ. Nhưng mà phải tầm nghề cả đoán là thử bao nhiêu ký chứ chị. Mượn thử nha. Cho bạn Diễm mượn cái này đi. Bạn Diễm có cầm được không? Đó chưa. Ui là trời. Cái này chắc phải tầm cỡ 10-15 ấy. Đây anh là Hậu một ơi, trong những cái to nhất mà mình quay đấy. Cái gốc này phải nói thật sự là quá bự luôn á. Theo anh Hậu đoán thì cái gốc này khoảng mình là cái gốc này hay em, cái gốc này thì chắc khoảng chừng 5-7 ký thôi, nhưng mà 5-7 ký không nặng lắm á. Không em cầm vậy, nhưng mà anh không phải là giọt thì giọt ở đây là cái thợ người ta gọt để cho nó có cái hình thức thôi, nhưng mà lại tới cái người mà người ta ấy cắt tới đây nè. Có thể nào mà mình để già như vậy hết. Thế thì bây giờ Diễm sẽ để cho các bạn xem một cái gốc bự như thế này, thì bây giờ sẽ lọc vỏ đi thì bỏ bao nhiêu nha. Đây, mình sẽ đưa sang cho hai chị bên này. Đấy, chặt hết rồi. Đấy, mình phải cắt cho nó già để nó bảo vệ cái phần non đó, chứ còn em cắt non thì nó sẽ bị hư đi, nó bị nứt. Đấy, các bạn thấy là bỏ rất là nhiều. Xong rồi còn lên trên máy là mình còn lọc lại một lần nữa. Đó, mình bỏ rất là nhiều luôn.
Thì ra hồi nãy mình thấy to tại vì chưa qua bên này để chặt bớt đi. Nếu mà chặt gọt đủ để dùng thì nó cũng bé như là những cái nãy giờ mình xem thôi. Nhưng mà nhà đã chuẩn bị đồ ấy, ăn Tết hết chưa chị? Nhưng sao? Mà quan trọng là anh Hậu hôm nay là thưởng lương tháng 13 chưa chị? Đây, em cái này nha. Cái này bây giờ sẽ lọc lại cắt cái phần non này hả cô? Đây. Thì bên này là các cô cái phần non với phần lá là không có dùng dao dùng máy nha, mà phải tự tách bằng tay hết luôn ấy. Chào chị nha, như chị này là mới đúng không anh Hậu? Cái phần này là phần lá non nè. Dạ. Lá non mình phải tên, phải tách ra. Mình lá thì phải cái để nếu mà không thì nó đâu có đưa vô mà mình xắt hành gì được. Cái phần này nếu mà để cây dừa nó phát triển bình thường thì nó sẽ ra những cái bẹ lá đấy, cái tàu lá dừa đấy. Và với cái phần này thì mình không dùng máy mình cắt được mà phải dùng tay và lột ra như thế này. Tốn rất là nhiều cái công sức lao động từ vườn dừa cho tới cái bịch củ dừa cuối cùng mà các bạn nhận nha. Đang ở đây thì em muốn xin phép là được đi xin chúc Tết cho mọi người ở đây. Anh nói này có xuống con Diễm xuống là tặng quà với ai cũng có. Dạ. Không có trời. Nhưng mà cô cho con hỏi thăm là cô làm ở đây bao lâu rồi cô? Dạ, đây vô mấy tháng rồi. Dạ, nhưng mà mấy tháng vừa qua là có làm cái công việc này mình thấy có áp lực, có mệt gì không ạ? Dạ không, ngồi là làm thôi, chủ yếu là nhanh tay là được. Nhanh tay là được. Thế năm nay thì con có dịp xuống đây thăm chơi Tết mọi người. Con chúc cô và gia đình là năm mới phát tài vui vẻ. Năm sau sẽ gắn bó nhiều với lại là cơ sở Minh Hậu và Phan Diễm ạ. Dạ. Này em chúc Tết chị nha. Chào cô. Chúc cô năm mới vui vẻ nha. Rồi, chúc cô Diễm nha. Ngày nào đêm đi đạo cô thôi hết á. Đi đạo đêm nào cũng coi. Ngày nào cũng coi. Dạ, cũng tốt cũng bắt rồi. Dạ. Thôi dạ, tha thóc rồi. Dạ. Chị ơi, chúc chị năm mới vui vẻ nha. Cảm ơn Diễm Linh ạ. Em chúc mừng năm mới chị. Em tặng chị nha. Chúc mừng năm mới chị. Chị ơi. Thì bây giờ mình qua bên này là chị cốt cán chủ đạo đây là chị Tú rồi. Em chúc mừng năm mới chị nha, hy vọng năm sau là chị sẽ gọi là chặt sách tay cho em. Rồi, chị cảm ơn Diễm nha. Chúc chị năm mới vui vẻ nha. Cảm ơn. Các bạn thấy là gần như tất cả công đoạn đều làm thủ công đấy. Ở đây chắc phải hơn 90% là làm thủ công hết anh Hậu ạ. Ngoài cái phần quà lì xì thì các cô chú anh chị là mỗi người một thùng bia Camel nữa. Nhân sự cũng là gọi là kỳ cựu 10 năm các bạn gắn bó với anh Hậu. À. Chị là tên gì ạ? Chị tên Thanh. Dạ. Thanh. Chị Thanh. Nhà chị gần đây không? Dạ, chị ở huyện Bình Đại cũng gần đây em. Huyện Bình Đại. 20 cây số. Thế là xong là mình sẽ đi xe máy về. Rồi, hôm nay là về ăn Tết rồi thì chúc chị về ăn Tết vui vẻ ạ. Chị cũng chúc em ăn Tết vui vẻ. Dạ, cảm ơn chị. Cái này là nhất cái đó vậy. Đây là nhất ạ? Cô là bao nhiêu năm ạ? Cô làm bao nhiêu năm rồi cô? Dạ này nữa 9 năm rồi. 9 năm hả? Dạ. Quên năm rồi. Hôm nay chúc mừng năm mới cô và gia đình. Cô cho con hỏi là nếu mà trong suốt gần 10 năm qua mình làm về cái củ hủ dừa này á, thì cô nhận thấy là cái món ăn từ cái củ hủ dừa á, cô cảm nhận thế là như thế nào? Đặc biệt cô là còn con người của Bến Tre nữa. Dạ thấy ngon. Quá hợp lý, ngắn gọn chút tích luôn. Bình thường là cô chế biến củ dừa thì cô chế biến vào cái dịp nào cô? Dạ, hàng ngày ăn hay là phải là lễ Tết? Dạ là lễ Tết luôn, là kho xào đồ luôn á.
Khoai xào. Khoai xào chua. Dạ. 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 Cảm ơn. Cô có làm mà tí nữa cô cháu mình lại thêm bia thêm mồi ngồi ăn trưa nay ạ. Dạ. Các bạn thấy là ở đây nha, còn mình còn một cái công đoạn nữa là đóng gói hút chân không đúng không anh? Còn hai anh cắt nữa. Chứ nó quên hai anh. Đây các bạn thấy lúc nãy chị nói với các bạn là cái công đoạn gốc huyết ấy còn qua một cái phần lọc nữa là nó sẽ qua bên cái bộ phận máy này các bạn này, lọc lại xong rồi sau đó là mới làm thanh ra sấy. Tết em nha, em cái còn nhỏ không chị? Mới làm hả? Dạ mới làm. Mình xuống đây mình nhìn vào mà mình biết là ai mới rồi. Em chị đi xì em nha. Đúng rồi. Em mới vui vẻ nha. Nhớ cày view chị nha. À, em chứ. Rồi anh. Tết nha, qua Tết năm sau mình nhớ cày view em. Điểm đi sơ qua một vòng như vậy để các bạn thấy là mọi người ở đây rất là vất vả để làm được cái công việc không lắm như hay là mấy đứa em này nó chuyên về là nó ra dẹt với nó ra bẹ còn bên đây là gọt bên đó thì là... Hôm nay là em thấy anh Hậu là cho xe tải đậu vào trong này chứng tỏ là không đi thu mua nữa. Cho xe tải nghỉ Tết luôn. Xe tải nghỉ Tết. Đây bây giờ mình sẽ chữa lạnh cho mình. Ôi trong này mát lắm các bạn ạ. Cái này là mình sẽ trữ lại để cho nó đảm bảo được nó không bị khô bị hư. Đó là phòng lạnh luôn các bạn. Dạ. Ở đây là em xin phép chúc mừng năm mới mọi người ạ. Năm mới nha. Tí nữa mọi người nhớ ra lấy thùng bia nữa nha. Với lại là anh Hậu với lại là chị Thấm là cũng đã chuẩn bị gạo này, với lại là những cái bánh cho bà cho các cô chú anh chị trong cái dịp Tết này. Đây này. Ở bên này là mình ngoài cái phần bao lì xì ấy thì mình tặng mỗi người một thùng bia Camel này. Đó. Còn cái phần quà còn lại là của anh Hậu và chị Thắm chuẩn bị cho các anh chị ở đây để chuẩn bị đem về nhà ăn Tết. Rất là chu đáo luôn nha, quà to ấy. Cái Camel này người ta trông đợi dữ lắm luôn á, đây người ta trông đợi đặng có uống. Tí là cái xe ô tô của em á là đi được có... Bên đây là phòng đóng gói nha. Bên trong này phòng đóng gói thì mọi người đã đeo khẩu trang với lại nón kỹ hết rồi nha các bạn. Nhưng mà riêng mình và bạn Diễm thì đặt cách một chút. Tại vì mình cũng chỉ vào có vài 5-10 phút thôi, trò chuyện một chút để quay phim cho các bạn xem rõ. Chứ còn bình thường thì mọi người đều đeo khẩu trang và trùm nón hết. Xin chào các chị nha. Trời ơi, vào trong này cái mùi nó rất là thơm luôn ấy. Tại vì cái củ hủ dừa mà sau khi sấy á, là nó được cô động lại. Và khi mà các bạn xé cái gói củ hủ dừa ra thì phải nói là cái mùi nó rất là thơm. Đây mọi người sẽ sàng qua này, lọc lại những cái nào mà ví dụ như nó có nát á thì sẽ bỏ lại, xong rồi lấy những cái phần mà nguyên miếng á mình cho vào mình hút chân không. Chào chị nha. Chị làm ở đây lâu chưa chị? Làm được 2 năm rồi. 2 năm rồi ạ? Dạ. Dạ. Chị thấy ở trong này là cái khâu này là vừa mát mà vừa thơm nữa này. Nhưng mà bạn Diễm có để ý không? Có đôi khi có khán giả gọi mua hàng và nhận hàng rồi thì nó là sao nó lại màu vàng thế. Thì các bạn nhìn thấy này, hiện tại nguyên cái lô hàng này là nó hơi vàng vàng đúng không anh Hậu? Vừa mới sấy xong luôn. Nó không phải là để lâu là nó vàng đâu. Đây đây này những cái phần mình mà nó vàng quá thì ở đây là mình bỏ hẳn luôn nè. Đây này là mình bỏ hẳn luôn, không có mình không có cái này là nó hơi nhạt, nhìn nó hơi ngã màu chút xíu. Còn cái đó là cái màu tự nhiên của nó là nó phải vậy thôi chứ không thể nào mà nó trắng tinh được hết. Đấy. Như cái lô bên kia là lại trắng hơn cái lô bên này. Nên là tùy theo cái do cái bạch em nó trắng chứ là nó cũng như vậy thôi. Là dùng bạch mũ nè. Đây là chị này là cũng là kỳ cựu đúng không? Đây là ship ở đây. Ship chị Dương. Kho này ạ. Làm lâu rồi cũng phải chục năm rồi. Mình cũng ngay ở cái vị trí cân này luôn thì Diễm chia sẻ với các bạn một tí là dừa bên mình ấy thì đều khi mà cân thì sẽ cần dư ra một tí để mình trừ hao những cái miếng nào mà các bạn cảm thấy là nó hơi cứng ấy. Như cái phần gốc mà Diễm nói mà các bạn cảm thấy không hài lòng ấy, thì bên mình đều đã có cân dư nhỉnh ra một tí rồi các bạn ạ. Trên tay Diễm đang cầm là sẽ có hai size nha các bạn. Một gói như thế này là hút chân không là 500g này, và một gói như thế này là 250g. Thì các bạn tùy theo các bạn nhu cầu, các bạn cần gói nào thì các bạn cứ khi mà chốt đơn á thì các bạn cứ báo cho bên mình. Mà chị ơi, hôm nay em có dịp xuống đây em có gì lì xì chị, chúc chị là năm mới vui vẻ nha.
cảm ơn nha chị, chúc tương lai phát tài. Dạ em cảm ơn. À, chúc mừng năm mới em nha. Dạ em cảm ơn chị. Chúc mừng năm mới em nha. Đây còn một bạn. Bao lì xì hết rồi. Em ơi, năm mới em nha. Mà các chị ở đây là đã chuẩn bị nhà cửa là đồ Tết này kia có sẵn sàng hết chưa ạ? Cũng có chuẩn bị rồi. Hôm nay là mọi người nghỉ Tết các bạn ạ. Sau cái công đoạn này thì anh em sẽ ra ăn trưa này, với lại là anh Hậu với dì Thắm cũng sẽ trao cả bánh này, gạo, còn Diễm thì sẽ tặng mọi người bia, mọi người chờ tí nha. Ở đây thì em cũng có dự trữ hàng quán cho em hết rồi đó, là như là đâu đó đầy đủ hết rồi, bà con này cứ alo em là có hàng được. Đúng rồi, bị đòi mệt lắm rồi, năm rồi đấy em là đâu có đủ đâu, đúng không? Dạ, mà năm rồi là trời ơi mệt dữ lắm luôn á, làm tới 29 Tết luôn. Đó, năm nay thì hôm nay là mình có cái món sườn hầm với cái phần gốc của củ dừa. Đúng rồi. Cái phần mà nó dày dày ấy bạn Diễm à. Đấy. Cái này nếu mà sấy cả cục cái này thì hơi khó nhưng mà cũng nhiều người rất là thích này. Còn bên này là gà bó xôi. Thì, đây. Cái này giống chả đùm quá anh Dũng ha. Cái này là cái món chả đùm nè, chả đùm cái này người ta nấu. Còn nhiều món lắm nhưng mà bàn hơi chật. Đúng rồi. Các bạn thấy hôm nay là nãy giờ chị Thắm mới xuất hiện, do là chị Thắm là đang bệnh nha các bạn. Nên là chị bảo là đang ho. Thì chắc là trước khi dùng bữa thì em xin phép là mời mọi người ly bia. Chúc sức khỏe tất cả các anh chị ạ. Đây là các cao thủ miền Tây nha các bạn. Đây là ổng đang trong chờ bia camel xuống để anh uống nè, mà nãy giờ bây giờ mới có nè. Ngày mai anh đang xe nhận em gửi về dành xe cho anh, tại vì thật ra là cái ô tô của Diễm mà chở sáng nay là được 26 thùng là kịch xe luôn các bạn ạ. Để rồi. Bia thấy thường nữa ha. Đây. Đúng rồi. Đây em chúc sức khỏe mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc sức khỏe gia Diễm với Dũng nhiều nha, để đồng hành với mấy chị em ở đây với khán giả. Dạ. Cái viên cái bia này hồi nãy anh Hậu vừa có nói với Diễm là ghé Minh Tâm Quán làm 2 thùng. Anh ghé Minh Tâm Quán chỗ nào anh? Cao tốc nha, chỗ Mỹ Tho, thành phố. Tại vì mình để là mấy trăm thùng đi, đó. Anh đi ngang đó rồi anh thấy bia camel để vô anh mua 2 thùng rồi uống. Mai em gửi cho anh xe cho anh. Thôi em mời cả nhà ăn cơm nha. Đó là sáng giờ là mình với anh Dũng là chưa có ăn uống gì luôn các bạn ơi. Chắc là làm khai vị món này đi. Ở trong cái dĩa này là có 3 món đó anh Hậu ha. Dạ, đây, nhưng mà anh chị. Cảm ơn. Đây, mời chị Thắm. Riêng với anh Dũng là mình cho cái khoanh mực này trước đi. Để lót dạ cho. Cảm ơn bạn Diễm nha. À, mình tự gắp bạn Diễm à. Không có gắp nối đũa như vậy. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Cái này gọi là mực mực á, xong rồi lăn một cái lớp bột bên ngoài xong rồi chiên lên các bạn ạ. Tại bữa nay mình đặt món thành ra anh không có làm mấy món củ dừa nhiều. Chỉ có 3-4 món củ dừa thôi. Như củ dừa này, củ dừa xào. Cái này củ dừa sấy nè em, xào thịt bò nè. Cái này ăn cũng đặt người ta làm hả? Cái này là mình đặt người ta nhưng mà mình đưa củ hủ cho người ta làm. Người ta xào tại người ta nấu. Tại vì đợt Tết này cũng bận lắm anh. Nên là kiểu mà để nấu nướng thì nó cũng khó. Ví dụ ta đặt 6 món thì mình đưa thêm củ hủ dừa ta làm 3 món nữa. Cái chị dùng tự nhiên nha. Ở trong bàn mình là có chị nào mà uống được 5 lon đổ lên không? Đây là cao thủ không á? Cao thủ ạ. Chị ơi, bên đây là mười mấy lon. Mười mấy lon, 330 đúng không chị? Em xin phép mời chị, đây cũng là một trong những người cầm cân nảy mực là khi mà để cho dừa vào hút chân không đó các bạn. Đây em xin phép nha. Mời cả nhà, mời gia đình mình nhé. Ở đây thì mấy chị em anh em mỗi người có khâu, cũng như để em thiếu này thì đã đi cắt dừa, gom về.
Còn Tú ở đây là cái khâu mà cái khâu là sản phẩm mà cái non già là do đây múc mới à. Non dài không là chỗ này các bạn ạ. Lâu lâu mà khách bảo là Phan Diễm ơi sao mà hơi già già thế là do chị lựa. Nhưng mà chị có thể là em nghĩ là chắc chị cũng sẽ là người gắn bó rất là lâu rồi. Chị sẽ có những cái nỗi niềm là về riêng với cái khâu mà nhiều khi em gọi điện thoại em muốn hỏi là chị ơi sao đợt này kiểu già thế hay là sao, thì theo chị là cái nguyên nhân là do đâu vậy hả? Nhiều khi là vừa năn hoặc là này kia chứ chị lấy là lúc nào nó cũng rất là nâu. Người ta vừa nó 3-4 năm thì cái sớ nó hơi to. Sớ, nhìn mình thấy cái sớ. Chứ thật ra là chị lấy là trời ơi chị căng lắm á, gầu dữ lắm luôn. Nhiều khi có thấy là thấy áp lực, không có ấm ức gì á, áp lực cũng như sợ á. Mình sợ mà mình lựa mà khách không hài lòng cái người ta nói lại rồi sau đó là mình cũng buồn đúng không chị? Mặc dù là mình đã làm hết tâm hết sức rồi nhưng mà không hiểu sao khách vẫn cứ bảo là sao già thế. Các bạn thấy chặt kiến mà chuột cứ ngắt luôn rồi đây. Mà vẫn có người nói. Mỗi lần mà Diễm la cái là ở đây anh nói mấy đứa em là trời ơi nó gầu dữ lắm, nhưng mà làm là nói chung là ở đây thì cố gắng làm là nó cho nó đạt. Làm là chủ yếu cái thương hiệu mà chứ đâu có làm mà bậy bạ. Dạ. Nhưng mà cái này tại cái dừa nó nanh á, cái dừa mà khi mà nó dừa nanh là dừa tơ á. Dừa thường thường á nó có cái dừa tơ á là cái dừa 3-4 năm tuổi. Dạ. Còn cái dừa già là cái dừa lão á nó khoảng chừng mấy chục năm. Đó thì những cái lúc mà thí dụ cái tháng Tết này nó hút á thì bắt buộc mình phải đốn cái dừa tơ dừa nhà đó đặng mình dự bị mình trồng là mình đó. Còn cái những cái lúc mà dừa già thì nó đâu phải có hoài được đó. Dạ. Người ta một thời gian nào nó sẽ bị hết, người ta trồng mấy chục năm mà để mới có được một cây. Nếu bà con cô bác là cũng thông cảm giùm tại vì cái đó là cái nội dừa nó phải vậy. Đây dừa non hay dừa, bây giờ em xin phép là em thử luôn cái này. Là cái này là dừa sấy đúng không anh? Đúng rồi, sấy đen. Đây các bạn coi này, đây là miếng dừa xào với thịt bò, em mọi người dùng tự nhiên nha. Em là đang bói em ăn nhiều lắm á. Mời các bạn nha. Thỏ ăn đi thỏ. Em thấy nó giòn nhưng mà nó ngọt. Dạ đúng rồi. Thực ra đôi khi á, cái này nè các bạn này, nhiều người hỏi Diễm làm món gì ngon á, thì với mình nha, làm một là làm gỏi, hai là xào, ba là nấu canh xương á, là ngon nhất. Cái hậu của nó rất là ngọt nha. Mát cái miệng ha, nó ngọt. Lúc nào lát máy rất là to luôn nè. Nhưng mà mình ở đây mình sẽ để các anh chị là sẽ nghỉ Tết tới ngày nào anh Hậu hả? Nghỉ Tết chắc tới qua mùng 6 rồi. Mùng 6 rồi. Mùng 6 rồi. Đây hàng cũng có dự trữ rồi. Nhưng mà năm tới là anh Hậu có lo về cái nguồn củ dừa không anh Hậu? Tại vì nếu mà nhu cầu tăng cao hơn nữa thì cái nguồn nguyên liệu ha. Dạ. Nguồn nguyên liệu thì ở đây anh cũng dự bị sẵn hết rồi. Nhưng mà nói chung ra thì cũng tùy theo cái thời điểm. Ví dụ mà đặt hàng ít nhiều vậy đó để mình lo. Nè. Nhưng mà anh nghĩ thì chắc cũng ok chứ không đánh đổi mà họ một hàng. Chứ hồi năm rồi thì em thấy tháng này là họ vất vả luôn á. Yeah. Tháng này nhớ Diễm nhớ không trời. Năm ngoái là không có hàng mà vào dịp Tết đâu. Năm rồi là 20 mấy Tết mà anh Hậu mọi người nghỉ Tết rồi anh Hậu có gì thấm không phải chặt dừa để sấy dừa lên cho em. Đem 29 Tết các bạn. Nay là cũng ổn rồi. Thì mỗi năm thì mình có một cái dự bị khác nữa. Mình dự tính cái nguồn hàng của mình như thế nào nữa. Dạ. Sấy cái Hậu dùng mình. Sấy ngon. Nhưng mà nhà chị là có hay ăn cái củ dừa không chị? Có gì mà chị cũng ăn suốt. Dũng ở đâu em ăn thử mấy củ dừa sao thịt bò này cái ăn nó ngọt lắm đúng không? Cũng làm được các món nhiều món lắm. Để mình thử nha. Mời các bạn nha. Đó củ dừa sấy đẹp. Củ dừa sấy và mình xào với thịt bò. Còn xào nó vừa chín tái thôi. Đây, một người gắn bó rất là tâm huyết với món củ dừa luôn. Tại vì đi chợ nhưng khi bây giờ có nhiều loại mình không biết nào, không có lợn thế nào, với lại rau củ quả giờ bên ngoài nó phân thuốc nhiều quá, như là rau cải bây giờ nó có thuốc nhiều quá, nhưng mình ăn củ dừa này rất là tốt. À, nó mát, nó thuốc pháp từ thiên nhiên, nó không có phân thuốc gì hết, nên mình sử dụng rất là tốt luôn. Với lại ăn lại ngon ha, mình làm được nhiều món. Nhưng mà chị là có nấu ăn là có giỏi không chị? Chị thì nấu ăn cũng không có giỏi đâu, nấu ăn gia đình ăn được thôi. Tại vì em với anh Hậu là đang ấp ủ và sau này mở một cái nhà hàng chuyên về củ dừa thôi. Ai thích củ dừa là cứ tới nhà hàng thưởng thức các bạn ạ. Đây mình hợp tác. Dạ. Mời cả nhà nha.
Anh em mình là tính làm một cái nhà hàng chuyên về củ dừa, nhưng mà cái kiến trúc, cái cấu trúc của cái nhà hàng nó cũng là từ cây dừa luôn, nên là cũng là một dự án lớn ấy, nên là mình cũng không vội các bạn, phải tính toán kỹ thì khi nào mà duyên nó tới thì mình làm thôi. À, em vừa mới nghĩ là nếu mà miền Tây của mình nha, là ngày Tết là thường kho cái thịt kho trứng với lại là hột vịt, thế thì mình làm thêm cái này là rất hợp lý luôn này, ăn nó không bị ngán. Đây là sườn kho với lại cái gốc của hũ dừa, nó ngọt mà nó bùi bùi, nó ngon lắm. Yeah, để em sắn thôi nha. Hay để cho em xin phép là tặng Tết mọi người gói, với mọi người gói của hũ dừa. Đây em mời mọi người thử luôn nha, để nhiều khi là có máy quay các chị ở đây cũng ngại. Em mời chị, đây chị tên gì ạ? Chị Tú. Dạ chị Tú. Đây có Tú tỉnh. Ơi Tú trên, Tú là ở dưới này là chặt dừa, gốc dừa, còn Tú ở trên em là chuyên là quản lý cái khâu lấy dừa về với kiểm dừa. Đây em mời chị. Dạ chị cảm ơn. Thật ra nếu mà nói về, em nghĩ là tất cả các anh chị em mình luôn, riêng với cái dĩa thịt kho này, thật ra mọi người lại thích ăn cái củ hũ dừa hơn thích ăn cái thịt đấy. Đúng không chị? Nó bùi bùi mà nó ngọt, nó ngon lắm. Dạ. Đây em mời chị. Rồi cảm ơn. Đưa cho miệng nó mềm ha, nhà ăn cắn vô nó có bùi 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 bùi. Dạ. Mình sắn này bớt xé cho em. Nó ngọt, sắn cái bùi. Nhưng mà nếu mà theo kinh nghiệm của chị là kho cái này nè, bao lâu là nó có thể mềm vậy? Cái gốc của chị, gốc dừa gốc này hả? Nhanh lắm á, nhanh, tại vì gốc dừa là nó non mà, nhanh lắm. Nhanh này mà hầm xương, hầm phanh giòn không? Hầm xương là khỏi em xin luôn ha. Cảm ơn nha. Thiếu này lấy cắt hoài mà không kể thêm miếng thử ra. Nhưng mà anh cắt dừa tên gì em quên? Đó, tên Hiếu. Anh Hiếu à? Anh Hiếu à, gắn bó với anh Hậu là bao nhiêu lâu rồi anh Hiếu? Hồi lúc mà anh khởi nghiệp tới giờ luôn. Ừ, tính là gần 20 năm anh. Đúng rồi. Tức là anh Hiếu là người chặt cây dừa đầu tiên cho anh Minh Hậu đấy. Dạ, đúng rồi. Đấy, đeo ảnh suốt. Mời Phạm Dũng đi. Chị chia sẻ thật với các bạn luôn là cái này á là dừa tươi nha các bạn. Dừa tươi kho lên mà ăn nó rất là ngon. Cái mặc dù nó có sớ á, cho nên là nhưng mà hàng tươi thì mình ăn mình sẽ cảm thấy là nó kiểu hơi dai dai ngon thôi, chứ không có bị sơ đâu. Nhưng mà để sấy được một cái cục to thế này mà ngâm á, theo cái yêu cầu của mọi người bây giờ thì thật sự là rất là khó làm vì nó dày quá. Đúng rồi, nó dày quá. Yeah. Anh có nghiên cứu thử sang năm mình có làm kiểu gì mà làm được. Có làm rồi nhưng mà anh sấy rồi đó. Chút nữa anh đưa cho em coi cái sản phẩm nó cũng tốt lắm. Yeah. Thiếu ngừng lại ngay cho cái đằng lẫn của cái bịch mình đẩy cho Hiếu. Dạ. Yeah. Vậy mà nếu mình làm được thì bà con cái nhu cầu của bà con đó thì mình phải đáp ứng, tại vì cái những cái người ta thích hầm hoặc là thích kho tàu rồi nó sẽ phục vụ người ta mới chịu. Đúng rồi. Còn cái mỏng của mình chủ yếu là để làm gỏi hoặc là kiểu nấu canh hoặc xào. Đây này các bạn thấy này, bây giờ chỉ còn thịt thôi. Đây, mời cả nhà nha. Thì cái ngon quá. Cái sản phẩm này anh mới sấy, mấy đứa em nó mới ghẻ về cho anh á, là cái như mình cũng cắt cục nhỏ thôi chứ cũng không có lớn lắm. Dạ, em thêm thử nha. Dạ. Em chưa được đây. Vậy không biết là ngâm ra thì nó bự như thế nào, nhưng mà nhìn nó bé bé này cũng lạ quá. Cái này nó bé, cái này là em sấy là sấy thăng hoa. Sấy thăng hoa chứ mày sấy lạnh như mình. Dạ. Nhưng mà cái này thì mình bỏ trực tiếp vô cái nồi đậu luôn hoặc là cái nồi ấy luôn chứ mình không có ngâm. Tại vì cái này á là nó mình ấy sẽ nó hút cái nước vô á, ăn nó thấm vô mới ngọt. Ừ, cái này để anh mới vừa lấy về để em ở thành phố nó mới gì cái này nè, vì mình cũng chưa có chơi để làm cái máy này thì nó mắc lắm. Cái máy này về Diễm sẽ hồi sinh một ít về mình test hàng thử xem thế nào các bạn ạ. Cái này mà nấu là nó hút nước lắm đây Hậu. Đúng rồi. Tự nhiên bỏ vô nồi lẩu nó nở ra là khô hết nồi. Nên là nấu cái món này là cũng phải có kinh nghiệm. Mà ai mà lần đầu mà mua cái này cũng hơi vất vả để nấu, hơi hoang mang để nấu đấy. Anh nói là có thể cắn được luôn, ăn luôn, anh những người ăn được luôn. Cảm ơn Diễm nha. Nhưng mà theo chị đánh giá là chị thấy ok không? Ăn được luôn. Cái này thấy thăng hoa, cái này là em ăn ăn được luôn á. Ăn được như salad mình ăn thấy bim bim hả? Bây giờ ăn y như bim bim luôn. Ăn
bột ngọt này ngọt. Cảm giác em thấy sao? Chứ không phải là sấy này, sấy này. Nó như bim bim mà nó xốp rồi luôn. À, nó xốp luôn. Cái này 100 g nó nhiều lắm. Mà xốp như thế này thì đâu có sợ già. Đúng rồi. Cái này xốp mà hay chúng không thật cảm nhận thêm miếng nữa không? Cái này lạ ấy. Cái này anh y như là mình ăn bim bim mua ở Sài Gòn thôi. Nhưng mà cái này là củ dừa. Nhưng mà em cái hiện tại cái vụ giờ cái củ dừa nó như vậy là em thấy nó ra vậy luôn chứ nó không có tên, nó không có, nó không có mà thang hoa thì là đặc trưng nó là như thế luôn. À, cũng như là cái nó thể tích nó y vậy chứ nó không có, nó không có thay đổi. Anh Dũng biết xong 3 đến 40 tiếng đồng hồ nó mới ra được một ký hàng sấy khô thế này nè. Anh Hậu cho em hỏi là cái này này khi mà nó đang tươi ấy, thì nó to khoảng bao nhiêu anh? Lấy sao em? Nếu mà khi mà nó tươi ấy, thì cái không cái này là cái tươi luôn nè, cái tươi nó bị như vậy thì anh sẽ sấy nó y vậy luôn. Nó không thay đổi cái này luôn. Cái trọng lượng thì nó sẽ thay đổi nhưng mà cái thể tích nó y vậy, ví dụ cái miếng này sao nó vậy? Ví dụ chứ không phải là nó to như cái quả trứng chẳng hạn rồi nó teo còn như này. Không phải, mà nó y như này luôn. Tại cái sấy thăng hoa là nó khác. Ví dụ giờ em một cái cục như vậy thì em sấy nó ra, mình cục tươi vậy em sấy nó ra y vậy. Yeah. Nó không có thay đổi. Nhưng mà cái củ dừa mà mình sấy lạnh thì nó sẽ teo lại. Ví dụ cục vậy nó teo lại còn một chút xíu thôi. Nó teo lại. Ngâm nó nở ra. Ngâm nó lại nở ra. Cũng như cái này là cũng như cái lá cây đồ đất như là dâu đồ này người ta cũng sấy vậy nè, sấy là người ta ăn bình thường. Thế thì cái này về Diễm sẽ thử, tại vì các bạn biết sao, khi mà mình đang ăn một cái miếng mà đã sấy xong thế này nè mà Diễm ăn vào luôn thì cái cảm nhận đầu tiên đó là nó xốp ra. À, cái thứ hai nữa là cái hậu của nó hơi ngọt nhẹ một tí. Và cái thứ ba là nó có mùi thơm. Nên là bản thân Diễm cũng rất là tò mò, nếu mà cái này mà mình đem chế biến món ăn ấy thì cái hương vị nó sẽ thế nào. Em bỏ vô đó, hồi nó ngâm ra, hồi nó sẽ nở ra. Đây. Rút ra. Em cho đây miếng nữa nha. Thực ra là cái phần củ dừa mà sấy cái cục vuông vuông như này á thì hiện tại mình ăn là y như là mứt Tết vậy. Nếu mà chỉ cần có một chút đường hoặc là mật gì đó và bên ngoài nữa là như mứt Tết luôn. Có một cái mà Diễm vẫn luôn nói là mình may mắn vì đã mình với anh Hậu là tìm thấy nhau để đồng hành với nhau. Tại vì các bạn biết là mình cũng quay nhiều video, các bạn thấy là anh Hậu là một người mà gọi là lúc nào cũng đau đáu về cái củ dừa. Đúng rồi, anh cứ nghiên cứu làm sao để cho nó ra được những cái sản phẩm mới. Thì đó cũng là điều mà Diễm rất là thích luôn. Để mọi người kiểu là đổi vị á. Với lại là trong năm 2024 thì mình với anh Hậu là sẽ xúc tiến về cái việc thứ nhất là về hợp tác xã này. Cái thứ hai nữa là về những cái mà hợp tác xã để là bà con làm. Những cái giấy, đúng rồi, giấy chứng nhận để mà mình sau này có thể mình xuất đi, cho em xuất đi nước ngoài đó. Dạ. Thì đã anh cũng đang tiến hành anh làm rồi đó. Đây, anh em mình làm cái gỏi của củ dừa đi. Củ dừa là mọi người hay nghĩ tới đầu tiên đó là làm gỏi. Dạ đúng rồi, làm gỏi tôm thịt. Anh đi mấy chị. Có món gì rồi cho lên nữa đi cho. Đây là cái gỏi này á, là được làm từ cái củ dừa tươi nha các bạn. Đấy. Có món mới này. Đây là tôm sú hay tôm càng đây anh nhỉ? Tôm càng, nhưng mà cắt cái phần càng đi rồi. Cắt cả chân luôn. Đã bỏ luôn rồi. Lột cả phần vỏ đuôi rồi, chỉ còn cái vỏ đầu thôi. Gần như là sẵn ăn luôn. Anh em mình chỉ việc ăn thôi. Em mời chị Tú nha. Chúc mừng năm mới chị Tú lần nữa nha. Đó, em mời chị. Mọi người dùng tự nhiên ạ. À. Có dịp em mời mọi người lên Sài Gòn chơi ạ. Dạ, em cảm ơn. Cái con này cho anh Dũng nha. Dạ, hình như thời gian của chị lã trong cái sở cứu vừa hết rồi. Không được đi đâu rồi. Chơi là phải hỏi em giám đốc đó đó. Có đồ cho đi vậy nè không? Hình như là lúc mà làm với anh tới giờ là đã bị quản hết rồi. Tụi em làm như là suốt luôn đó, không có ngày nào nghỉ hết trơn. Gia tăng sản xuất để mới có cái nguồn để cho em tiêu thụ chứ. Cái này thế này em hỏi là mọi người có muốn kiểu là sang năm là nghỉ mấy ngày đi chơi du lịch gì thì cứ đề xuất với anh Hậu đi, em sẽ ủng hộ anh ha. Dạ. Đây cho anh Dũng thử về cái con tôm càng nha. Là đặc cảm sản Diễm của Bến Tre. Khi nào con tôm cầm vào nó chắc nịch anh Hậu ạ. Thôi anh em mình vô luôn tôm đi đi. Đây anh Hậu có chưa? Đây nè. Đây mời mọi người nha. Đây là mọi người. Gặp không á. Dạ. Đây. Trời ơi, béo. Ngon anh ngọt. Ha. Ngon. Tôm càng mình nhiều gạch. Bến Tre mình là quá nhiều đặc sản anh ha. Trái cây nè, rồi các cái mặt hàng như là tôm. À, bạch tuộc nữa. Ở đây
Bến Tre mà về mấy vùng biển như ở Thạnh Phú, ở Bình Đại rồi đó, đầu biển nhiều lắm, tôm cua. Hình như mình chưa có dịp đi biển Bình Đại. Biển Bình Đại thì chưa bằng biển Thừa Đức em, Thế Thận rồi đó, biển dưới đó cũng ok lắm. Chấm muối tiêu nha các bạn. Tôm ngon lắm bạn nhớ mà. Mời cả nhà nha. Cái gạch nó béo. Tôm tươi ngọt thịt lắm. Ngon quá, mình vô vi cam em cái đi. Cái camel gì đó, cái chuyện đó, cái nhưng mà cái chị uống bia này các bạn chị thấy sao? Uống bia mọc rồi. Thơm dữ mà. Hồi bữa được 2 thùng uống đâu dám uống hết đâu, uống tận hưởng khui luôn. Không dám uống hết à? Không dám uống hết luôn. Dạ, hôm nay em tặng mọi người một thùng về nhà uống hả? Dân nhậu cũng rất là cảm ơn Diễm đã đem cái sản phẩm camel mà ở miền Bắc của mình. Dạ đúng rồi, ở Quảng Trị ạ. Quảng Trị mà vô tới Nam rồi vậy là ok lắm luôn đó. Mà bà con miền Tây của mình mua nhiều lắm anh. Uống nó ngon á em. Uống ngon mà nó chất lượng thế này. Dạ. Cái này là nửa lít gì ạ? Chị em mình là nửa lít á. Nó to hơn. Dạ. To hơn. Làm xong mình sẽ ngủ chút chiều không chặt dừa nổi đâu. Đây mình làm mua luôn một cái lát dừa này nha các bạn. Ngon quá. Đi giao của hũ dừa quen rồi, cái ký của hũ dừa chút xíu còn thằng bia nó quá là nặng à. Dạ đúng rồi. Dạ. Bởi vậy. Một ký dừa là chỉ cần xách lên thôi. Mà mỗi lần mà đi giao bia xách bia là rất là nặng, mỗi thùng nửa lít mà một thùng 24 lon kìa. Một thùng là bằng 12 kg dừa đấy. 12 kg một thùng bia. Ở đây là còn món này là cái gà bó xôi ạ. Đây để em vẽ ra nha. Làm rất là kỳ công. À, làm từ sau đây. Đây có thịt gà đây nè. Gà không lối thoát. Chị Thắm là cũng đang đi lì xì. Chị ơi, chị em lì xì bằng này nè chị ơi. Em đang ngồi đây em chờ. Dạ, em có chờ toàn em mừng tuổi chị không? Đang ốm nhưng mà vẫn không quên nhiệm vụ lì xì cho anh em các bạn ạ. Chúc mọi người ăn ngon miệng nha. Hôm nay chị Thắm cáo lỗi, chị Thắm dở ốm rồi. Chị Thắm nói nhiều không có được. Người thương quá. Đây cũng là bà chủ này là ở đây nhiều khi là đi đâu hỏi có chị đi đâu chơi không, mà không là chị cũng trực suốt ở kho đây mà ở đây để làm. Chị năm mới phát tài, năm sau là sẽ làm nhiều củ dừa thật là nhiều để gửi lên cho em. Anh chị lúc nào cũng hạnh phúc và tiền tài lúc nào cũng nhiều ạ. À. Rồi cảm ơn em nhiều. Nhưng mà ủa bây giờ cảm ơn thôi, cảm ơn các em treo thôi nhưng mà em để chị tiền xì cho mọi người ạ. Xin phép diễn nhà để lì xì cho mọi người theo bàn. Chưa tới bàn mình thôi, chưa tới bàn mình thì mình vô ly bia đi ạ. Cái này chắc em nghĩ là xe mình ấy là ở cửa hàng cái xưởng của mình, em nghĩ là phải xe tải chở bia về chứ em thấy đô ai cũng ở đây đô mạnh cũng mạnh á. Dạ. Mọi người khoảng chừng chục mười mấy lon. Đây bây giờ thì Diễm sẽ thưởng thức cái món này là món gà bó xôi nha các bạn. Nhưng mà do là hôm nay là mọi người chờ mình với anh Dũng xuống ấy, thì cái xôi này nó cũng mềm luôn rồi. Họ làm kiểu hơi ngọt ngọt tí. Cho anh Dũng thử một miếng hương vị xôi miền Tây này. Cảm ơn bạn Diễm nha. Cái xôi này nếu mà mình ăn lúc đang còn giòn nó là ngon lắm á. Ngọt ha. Ở miền Tây mình thì cái hậu làm mua mỗi đường nhiều là ngọt. Nhưng mà anh Hậu là ăn Tết là ở đây luôn hay sao? Anh hay có đi đâu không? Thì anh cũng đi vòng vòng ở đây không em. Không có đi xa. Về nội ngoại vậy đó. Về quê vợ thì ở Cai Lậy. Cai Lậy Tiền Giang à? Là Tiền Giang. Giang. Quê anh ở đây. Anh Hậu á, đặt đồ ăn ở chỗ này rất là uy tín nha bạn. Gà ta luôn á. Ăn có mềm em hết. Dạ, chắc thịt á. Chắc em với anh Hậu cũng xin phép là sang hai bàn các cô chú anh chị mình mời các cô chú đi bia. Mọi người chờ em tí nha. Em đi trước đi. Dạ. Con xin chúc sức khỏe tất cả nhà mọi người.
uống nước lọc ạ. Đây uống rượu đế không vậy? Chúc mừng năm mới mà cả nhà. Dạ. Ở đây thì mọi người không có hô hào to như ở trên Diễm hay đi hô các bạn ạ. Ở đây uống rất là hiền lắm, không uống nhiều đâu, uống rượu đế không ạ. Dạ, chúc mọi người năm mới vui vẻ ạ. À. Dạ, 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 vui vẻ. Dạ. Em cảm ơn chị chủ. Ủa? Cảm ơn phải chúc chị chủ chứ. Chúc chị chủ năm mới xinh đẹp. Trước tiên là phải xinh đẹp. Xong rồi á là mừng ăn. Chào mami. Cũng dựa như bán sạch hết. Đó là quan trọng đó chị ạ. Đó là quan trọng đó chị. Dạ. Sang năm chuyển cho mình bao nhiêu hơn. Dạ. Nói hay quá, uống cho anh ly đi. Rồi uống. Con chúc mừng năm mới nha cả nhà. Rồi cùng cầm ly lên, cầm ly lên. Rồi cầm ly lên mấy con. Chị Diễm nè. Có gì Diễm mà mình mới có ngồi đây mới làm ở đây con, có việc làm nha con. Anh lại nói thế. Hay vậy mới được chứ. Dạ, chúc mừng năm mới cả nhà. Cái này là món cá mú hấp nha các bạn. Anh chị đặt cá to quá trời luôn này. Thơm quá. Em vẽ ra nha. Nóng rồi này. Con cá này mình nó thịt nhiều quá ha. Dạ. Em ăn ở đây xong nhưng mà chiều nay về không biết mấy giờ mới tới Sài Gòn. Dạ. Cầu Rạch Miễu mình là năm nào cũng kẹt lễ Tết đấy nha. Năm sau. Cảm ơn em. Năm sau là có cái thông cái cầu Rạch Miễu ha. Nhưng mà cầu Rạch Miễu này giờ kẹt lắm. Mấy ngày này là kẹt. Tại vì có một làn thôi. Hôm nay mình xuống đây là cũng phải nhờ anh Hậu và chị Thắm là chỉ đi đường phà các bạn. Hơi xa một xíu nhưng mà không kẹt. Hay là chia sẻ mẹo với các bạn luôn nha. Ai đi ô tô mà sợ đi cầu Rạch Miễu mà kẹt xe thì có một con đường tránh là đi đường phà nha các bạn. Đó, chịu. Hôm nay bạn Diễm chia sẻ nên ngày mai mọi người đổ xô đi phà hết thì phà lại kẹt. Đây em mời chị. Nhưng mà thật sự luôn đó là mấy ngày tới là cao điểm lắm á, kẹt xe lắm á. Tại vì cái ngày cuối của 25 này nè, người ta đi tảo mộ đó, người ta về nhiều lắm. Mời chị ta về rồi đầu chiều nay ta lên, chiều nay kẹt nữa nè. Anh đừng hù em nhé. Thực ra là anh em mình đang ngồi để ăn nhưng mà hồi sáng đi xuống là đã lo đường đi rồi. Tí nó đi về cũng lo đường về nữa. Tại vì nếu mà kẹt cầu Rạch Miễu khi là kẹt 2-3 tiếng là chuyện bình thường ấy nha. Chỉ cần một đoạn như vậy thôi. Mà cũng không được đi hết từ năm nào cũng vậy. Năm nào cũng được. Okay. Chiều nay em cửa sáng, hàng em là cũng tất niên. Sáng đi cũng 6 giờ đó phải không? 6 giờ mà tới đây. 5-6 giờ sáng là đã mời chị để đi rồi. Nhưng mà để thoát ra khỏi thành phố nó mất khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ chị ạ. Nên là để mọi người chờ tụi em. Để em uống ly bia cáo lỗi đã. Chúc mừng năm mới đi. Chúc mừng năm mới. Em mời cả nhà nha. Mời Hiếu. Thực ra là hôm nay là không phải là các anh chị chờ mình không đâu mà em nghe anh Hậu chia sẻ là các bác hàng xóm á cũng chờ luôn. Trước khi mình đi được nửa đường á thì mình thấy là không ổn rồi, mình có bảo bạn Diễm là nhắn cho anh Hậu là mọi người cứ ăn trước nhậu trước đi, nhưng mà cũng không ngờ là mọi người quyết tâm là chờ luôn, kể cả bác hàng xóm các bạn. Không, nhưng mà anh Hậu đặt đồ ăn ở chỗ này ngon này, cá tươi chắc. Cá mú này thì một là hấp theo kiểu xì dầu hấp Hồng Kông, hai là các bạn có thể kho tổ á, kho tổ với lại nấu canh chua là hết sảy luôn. Có cá Diễm ha. Dạ. Cá tư. Anh biết là đây là buổi chiều nay thì các anh chị ở đây cũng sẽ hoàn tất những cái công việc cuối cùng để làm cũng vừa đóng gói, sau đó thì mới nghỉ Tết. Anh Hậu thì cũng là có mời tất niên các cô chú này, xong rồi còn mời cả các anh chị hàng xóm xung quanh nữa. Nên là hôm nay là phải nói là em rất là cảm ơn mọi người đã chờ đợi tụi em. Và mình có một cái bữa ăn ngon như thế này các bạn ạ. Không phải, nay không phải là bình thường là tụi em xuống đây toàn ăn củ dừa thôi. Cứ 9-10 món là chị Thấm chị làm củ dừa thôi. Hôm nay là tất niên nên là mình được ăn rất là nhiều món khác các bạn. Đây, cảm ơn em. Sức khỏe mọi người nha.
mong là năm 2024 thì tụi em bản thân em thì cũng sẽ cố gắng để có thể là chốt được nhiều đơn, và anh chị ở đây cũng sẽ làm được nhiều dừa. Riêng anh Hậu thì sẽ làm cái khâu đóng gói hàng cho Diễm một cách chất lượng nhất, và Diễm cũng rất là mong muốn là sang năm sẽ có thêm những cái sản phẩm mới từ cái củ dừa của mình với anh Hậu để gửi đến tất cả các bạn, đặc biệt là các cô chú anh chị ở nước ngoài. Thì cũng như là thông qua cái bữa hôm nay thì với anh rất là cảm ơn Dũng với Diễm đã đem những sản phẩm này đi tới với bà con trong và ngoài nước. Thì mình cũng thay mặt anh chị em ở đây thì cũng rất là cảm ơn bà con cô bác đã ủng hộ cô củ dừa sấy và những cái sản phẩm của Phương Diễm. Năm mới thì mình cũng xin chúc cho bà con cô bác trong và ngoài nước được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, rồi để đồng hành cùng Phan Diễm và Phạm Dũng. Nhân đây là cái việc đầu tiên đó là mình phải cảm ơn khán giả đã luôn theo dõi kênh Phạm Dũng này, và thứ hai nữa là tin tưởng và tin dùng cái sản phẩm củ dừa các bạn Diễm, một đặc sản của miền Tây và của Bến Tre các bạn. Và mình cũng phải cảm ơn anh Hậu nữa, tại vì thực sự là anh Hậu và bạn Diễm là những người mà chịu rất là nhiều áp lực với cái yêu cầu khắt khe của khách hàng. Chỉ cần một chút cái phản hồi của khách hàng thôi là bạn Diễm và anh Hậu cũng như là các anh chị ở đây là phải đau đáu thay đổi và đáp ứng ngay cái yêu cầu đó. Nên là mình nghĩ là một năm vừa qua là mọi người khá là vất vả đấy. Mong là năm tới anh Hậu và bạn Diễm cũng như các anh chị sẽ cố gắng hơn nữa và được mọi người yêu quý nhiều hơn nữa, để cái sản phẩm của Bến Tre cũng như là của miền Tây mình được phát triển rộng rãi hơn. Nhân đây thì mình cũng chúc tất cả khán giả kênh Phạm Dũng vào cái năm mới, khi mà xem clip này thì sẽ có một cái mùa mua sắm Tết này, rồi ăn Tết cùng với gia đình thật là vui nha. Clip này thì mình cũng kết thúc ở đây để anh em mình ăn uống và lên đường trở về Sài Gòn và tiếp tục ghi nhận cái không khí Tết ở Sài Gòn nha. Chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là củ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981128578, và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.